tú eres bella con la papaya. Hi, xin chào các bạn nhá. Hôm nay thì mình sẽ chơi cái chế độ đào tấu. Nó vừa update hôm nay đấy. Các bạn ai đã update, ai chưa update thì vào update đi. Ai đã update rồi thì hãy vào chơi chế độ này. Chế độ này nằm một bên ở phía dưới cái chỗ đông người đấy. Ok. Úi giời, mình bên team thú kìa. Ok, mình sẽ thấm du hết mình. Rồi, nhau vô. Có gì nào? Ặc này thì có M4 Transformer nhưng mình thích bắn khẩu này hơn. Không biết sao nó fit lại khẩu này hay sao ấy mà mình thấy bắn người nó đá lắm các bạn ạ. Bắn phê lắm, bắn sướng hơn M4 VIP. Cái đấy mình cũng không hiểu luôn. Chắc là tại trình bắn mình gà đi. Rồi ok, hàng đâu rồi? Úi giời ơi, nó mới cập nhật nên có rất nhiều thay đổi. Ví dụ như là nút biến hero nó sẽ di chuyển đi. Và úi giời ơi, cả lũ này. Rồi, một em đầu tiên. Này đi. Thích tệ hiện này, ok. Rồi, úi giời ơi. Đây. Đây, chết mà nó rồi. Úi giời ơi, móc lốp kìa. Ở bên cái chế độ này thì nếu mà bạn bị bắn chết thì nó sẽ không tính là các bạn chết đâu nhá. Còn ở bên cướp thì nó sẽ tính là chết. Trời ơi, cái thằng cửa hó này múc lốp hoài thế. Đùa nhau à. Rồi, nếu mà các bạn thắng cái này, cái lượt chơi thì mình nghĩ là các bạn cũng biết rồi. Úi giời ơi, thằng cửa hó này, cái tội múc lốp. Úi giời ơi, đau lắm thế. Thôi xong lại cái thằng này. What the fuck, thằng này lì thế. Rồi. Úi giời ơi, không lên còn xuống cận chiến này, ngu người. Này thì thích thể hiện này, ok. Úi giời, vãi xoài, tim mình gà thế. Lao lên đi chứ. Đùa nhau à. Rồi. Úi giời ơi. Nếu mà các bạn không biết cái cài đặt nào thì các bạn hãy comment bên dưới video này. Úi giời, để mình làm clip cho nhá. Cài đặt và... Nói chung là các bạn không biết vào cái chế độ này hay là cài đặt gì thì các bạn comment để mình làm luôn. Rồi. Này đi. Úi giời. Đây thẩm du sướng này. Thẩm du sướng này. Úi giời ơi, thằng này không ăn được. Rồi từ từ đã. Rồi, úi giời ơi, mình đứng đây cover thế kia mà tụi nó vẫn đến để có người vào kìa. What the fuck? What the fuck? Úi giời ơi. Đứng đây kiếm kill sướng phết nhờ. Sướng phết nhờ, ước gì mình cầm lên tay là khẩu ngắm VIP thì sướng này. Thế là trận sau thì mình cố gắng chết đi. Rồi, úi giời ơi, cầm khẩu này cũng tốt các bạn ạ. Đam to phết luôn. Rồi, úi giời. Mình ham quá. Rồi, ok, mình sẽ đổi 3Z Iron Shark. À chết, ấy chết nhầm. 3Z 1 bit. Nói thế người ta chửi chết bà nó luôn. Rồi ok, mình sẽ lên trên này thẩm du. Rồi xem có gì hot nào. Đây này, úi giời ơi, không chết kìa. Lên. Này thì lên này. Rồi. Đâu nữa? Ủa, nó chạy đâu hết rồi? Đùa nhau à? What the fuck? Đây. Con hàng AFK mới xong này. Rồi. Đâu nữa? Úi giời, cầm 3Z lên đứng nhìn thế này. What the fuck. Vãi hàng thật. Cầm 3Z lên đứng chỉ để bắn cho vui thôi. Úi giời. Cầm AN94 rỉa cho sướng này. Đấy, úi giời ơi. What the fuck. Team mình nó gào quá. Không biết cover là gì. Rồi. Không biết cover là gì. Từ từ thôi. Mình sẽ lên ăn hai cái thằng này. Rồi, chết chắc nhé. Cái tội. Này thì móc lốp này. Này thì thích thể hiện này. Vãi xoài. Rồi. Đâu rồi, úi giời ơi, không có con nào thế này. Đâu rồi, úi giời ơi, móc lốp đi kia. What the fuck. Rồi, từ từ thôi. Mình nghĩ trận này tụi nó sẽ không hơn đâu. Mình sẽ win chắc rồi. Vậy thì sẽ có thêm một trận nữa.
Như vậy thì mình sẽ biến được mình sẽ qua bên đội kia và chơi ngược lại. Gọi là đổi sân đấy, đổi sân đấy. Rồi. Úi giời ơi, lên gì kịp, còn có 13 14 giây. Úi giời ơi, vẫn lên được chưa? Vãi thật. Rồi. Này thì lên bằng mắt. Úi giời ơi, pha đấy mình tự dưng lại chết kìa. Cay thật. Rồi giờ rồi, biết gì nữa. Lên gì kịp. Rồi ok, thì sẽ là đối sân. Một pha đối sân. Đợi hơi lâu ấy. Rồi. Và lên 11 mạng. À 11 lần. Chế độ đào tấu này bắn rất là vui các bạn ạ. Mình chơi sáng giờ mà không chán luôn. Úi giời ơi, cái tội lên đây móc lốp này. Rồi úi giời ơi, dễ thế này trời. Ủa vãi. Rồi tôi giống biết ngay mà. Má ơi, lên bị vấp nữa. Rồi ok, 11 mạng thì êm thôi, rất là dễ dàng, rất là êm. Úi giời, thằng này đứng làm gì thế. Ui vãi. Mình khinh thường quá. Mình sẽ chơi lại đàng hoàng mới được. Chơi thế này khinh thường quá. Khinh thường team người ta không nên nhá. Thì sẽ lên đây bắn kiếm ít mạng. Rồi. Rồi. Đây đây đấy, một con hàng ngon. Rồi mình sẽ bắn cover cho đồng đội. Mình sẽ bắn. Úi giời ơi, thằng này chưa chết kìa. Đùa nhau à, khẩu này đục tường ngon phết. Úi giời ơi, chạy đâu hết thế này. Rồi chết cả lũ thế kia. Có lên đây không? Không lên thì thôi. Này thì không lên, này thì không lên. Rồi. Đứng đây bắn ngon phết các bạn ạ. Hồi đầu mình toàn đứng chỗ này thôi. Sau này chơi nhiều quá là mấy thanh niên biết được. Cứ hay lên phá cái chỗ này. Rất khó ăn. Rồi chơi đàng hoàng lại đi. Úi giời ơi, sao có 8 thế này. Mình sẽ phải đẩy lên bớt bớt chứ. 8 thế này không ăn thua. 8 thế này không ăn thua. Cái này bắn ngon thật các bạn ạ. Rồi, úi giời ơi, dễ dàng. Ngon phết nhờ. Rồi. Cố gắng kéo xuống sát sát tí rồi đi bắn vui. Úi giời ơi, vãi. Chết này. Rồi. Lên thôi. Úi giời. Quá bình thường. Cái này quá dễ. Đây là team khá là bình thường đây. Nếu mà gặp team pro lắm thì nó khó. Nãy mình vừa chơi một trận mà quên quay clip. Tỷ số sát nút luôn các bạn ạ. Còn ngay hiệp cuối cùng, một phát cuối cùng mà mình cố gắng mình chạy qua kịp luôn. Còn một giây luôn. Vào là đúng một giây luôn. Rồi, úi giời, quá bình thường, quá dễ. Cái này thì thôi. Úi giời ơi, chắc là đi kiếm ít kill đã. Rồi, kiếm ít kill thôi. Bắn cover cho đồng đội, nó lên cũng được. Rồi không thì mình lên luôn. Úi giời ơi, lên luôn, úi giời. Kết thúc nhanh thôi. Rồi, thế mình kết thúc luôn quá. Từ từ thôi. À đủ, thằng này lại cái tội đứng chỗ này. Rồi, nhảy xuống. Ủa, đâu rồi? Úi giời ơi, solo xuống thế này. Rồi, ok. Vẫn hơn. Cú này bắn ngon phết. Ngon phết. Trên này nè. Úi giời ơi, chết bà rồi. Rồi còn một tận hơn một phút là mà. Thao bắn. Úi giời, thanh nhịn. Này thì đứng trên này. Ui vãi xoài. Rồi. Sợ nó thay đổi thế cục đấy. Còn hai mạng mà không qua được thì chết bà nó luôn. Rồi còn hơn một phút thôi. Cố lên em ấy. Cố lên. Úi giời. Rồi. Quá luôn. Úi giời, ném bom cái đấy gì thế. Đùa nhau à. Rồi chắc mình sẽ kết thúc qua. Kết thúc nào. Rồi. Úi giời ơi. What the fuck. Rồi kết thúc này. Một pha. Úi giời vãi. Tưởng chừng mình đã kết thúc nhưng người ta đã kết trước mình. Thôi mình sẽ kết thúc clip tại đây. Nếu các bạn xem nếu thấy hay thì hãy like và share clip của mình nhá. Đừng quên subscribe kênh để cập nhật những clip mới nhất. Vâng, bye bye tất cả các bạn. Wow, chơi cái này hay phết các bạn.